đó tập trung ở đó, đó là thức thứ tư thiền này thì học đó. Nó chưa trúng lắm nhưng mà tương đối cái hình thức bên ngoài trúng. Hôm nay phải tính tính 4, hôm nay 5, 6, 5, 6. Chị lát thêm cái bài vô tử. Con chị hôm qua ý mình kêu để tặng lực cho cái lời khuyên thôi, là tự nó thay đổi cái đó, nó bị tâm lý tinh thần nó, chứ nó chả sao là mình không chắc đâu, cái tinh thần nó đang bị hỗn loạn, sao chế độ này là nó sưng mặt đều lại bước khám bên trái ra ngành đâu bên trái ờ bước khám bên trái nhà tập gì và thứ ba tập lại thứ ba là cái thở nó nhiều hơn hơn kiểu nhiều hơn cái này là cái tinh luyện bên ngoài, còn thở là ba này mỗi lần động tác trước khi ra đổ hít thở cả mỗi cái động thay đổi. Thầy nói là thầy phần cái tay này là mình gồng lên nhưng mà vẫn đưa ra trước hay đưa ra sau, nên là cái tay này mà mình vẫn tư xoắn ví dụ vậy á, tư là xoắn cứng người lại nhưng mà vẫn rồi. Đưa ra trước ra sau được rồi, đưa ra trước ra sau rồi cứng cái chỗ vai đó, mình điều khiển cái vai này, cái cặp tay vẫn xoắn này, tập nó khỏe lắm, nó ra đều mồ hôi. Chị Yên Phương bà già mày thở liền dữ lắm. Đúng rồi, mẹ con xuyên đó. Ờ, con xuyên đó. Tối chọc sáng chọc. Chị cũng chọc lắm. Không có, điện thoại có ai. Khi mà nó ngộp là khạc thôi. Nhưng mà cái lưỡi phải để trên. Ờ cái đó lưỡi. Bởi vì khi mà càng giỏi thì mình chỉ theo bằng không chân. Nó chưa thuộc cái khoa chỉ theo chân răng trên. Cái đó tập luyện khí công với lại tất cả các cái bài tập thường người ta giữ cái huyệt này lại. Cái lưỡi nó có 5 vị trí để trong theo 5 tạng. Cái đó mình về lưỡi nó còn thêm bài nữa. Để lưỡi ở đâu không bài nữa. Nhưng từ từ đưa vô nó nhiều quá học viên nó nhớ không có nổi. Mỗi ngày chút. Chắc là chỉ bắt thứ năm, thứ sáu, thứ năm là chị mới học. Khạc ra vậy nhưng mà tim không được gặp nhau. Để. Tại vì nó mà nó ngộp khạc. Cái này bài 5 thôi. Dạ, này, đổi bài 5. Ở đây rồi. Ờ, bài 5 vậy. Đây là số 3 nhé, phần số 3. Bài số 3, lúc này là bài số 1. Ờ, số 4, bài 3 là tập số 3, số 5 là một bài nhỏ. Nó có tới 8 bài. Nghiêng bên trái. Bước chân trái thẳng. Đứng thẳng trước, xô lên cái đó. Xô trên xuôi dưới. Xô thẳng ngựa lên. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1 là chậm. 1, 2, 3, 4. Trùng cái chân xuống để cái này. Rồi đổi lên. Rồi cái chân xuống. Rồi trái đi, tay trái đưa lên. Rồi xuống vậy. Xong rồi đổi lên. Rồi nó góp lên rồi. Lắc luôn này, nhóm lên. Để nặng để xin ở đây tôi đỡ cho bao giờ đây xuống nha. Tập này đúng cái tay nó đổi màu á, cái tay rễ xuống hai tay cái màu nó khác nhau đi. Ba, hai, bốn, bỏ xuống để người trái nó sẽ màu trắng lại thấy không? Không, thấy không? Tập trúng nó ghê lắm. Ngủ qua ngủ lại vậy đó, giống như mai vậy. Tập ghê lắm, tập thành công mới hay lắm. Tắng rồi.
qua bên này hay qua bên này, cái tay bên này sẽ bắn là sớt xuống bộ não, thấy không? Lỗi qua lỗi lại lỗi qua lỗi lại hay lắm, tay bên này cũng lỗi đó, nó lỗi từ từ đó, ghê. Cái tay nó nắm màu nhau á. Ai hết thì máu nó lưu thông nhiều mới khỏe vậy thôi. Tập dần dần còn mới đầu nó tay, khó tay mà tay này nghĩa là úp xuống này, tay này ngược lên này. Nó đổ màu vậy là máu nó lưu qua, nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại thì có sự lưu thông, tức là phản người. Để trái thì chân trái bước ra rồi. Xong rồi cấp tiếp 1, 2, 3, 4, 5, cấp tiếp 5 4, 3, 2, 1 hai tay hai màu đi. Hai màu có đồ đấy. Đi trần. Không, bởi vì người trong nghề nhìn biết thì mà không biết, không để ý đâu, ghê lắm. Là trong người lúc mình nó chuyển vậy, người khỏe lắm, nó máu chạy qua chạy lại, trong người nó khỏe, nó chạy qua, nó dồn qua dồn lại, nó như dồn máu bên này, dồn máu xuống dưới, dồn máu lên này, dồn máu lên đầu, dồn máu lên ngực, dồn máu lên bụng, dồn xuống dưới, nó dồn từ chỗ thì chỗ thì nó khỏe. Rồi, bài 3. Tập đúng rồi bắt đầu tập, cái tay giơ lên chỗ nào thì cái chân nó kiếm đúng rồi, bên trái là chân trái kiểm lên bước ra cái, xong cái tay vào. Cái tay dưới là theo cái tay kiểm, cái theo cái chân dưới, theo cái tay dưới tùy cái tay này xuống theo cái tay dưới, tay đây đẩy lên thật đi kiểm này mới xô này được, kiểm là bên này chứ anh ở theo cái tay dưới tại vì mình xô tay thì phải cái này cái kiểm mình tay đẩy xuống theo là kiểm chân. Bây giờ nó lộn nha. Bây giờ nhiều người nhưng bên này cái kiểu nó sao? Ở bên này kiểu bên đây vậy đó. Ở bên này là có cái đà chấm này. Tự nhiên nó có cái đà. Có đà chấm. Nó thuận cái cơ này. Cái chỗ này là chỗ mình đảm tập cái chỗ này này. Nó dẻo cái xương sống này, xương sống mà cuốn qua vậy. Thôi rồi. Giờ cái bài mới hay là dạ. Rồi mỗi bài thứ năm nha. Là đứng dậy. Đang đứng dậy á. Đang đứng dậy phải không? Bước rộng ra, dang hai tay. Cho nó thẳng hình như vậy, xong chống nặng, nặng xuống ngồi thấp xuống nha. Vì nó quay với chân qua giờ, nặng cái chân thẳng cái chân này. Cái tay để của hạt bình thông, bắt đầu khép lực nha. Hít thở hạt một. Tay đưa lên. Nó đi ô chéo như thế. Tức là như này là đưa lên dần dần. Đưa dần nó thành chữ V vậy luôn. Là khép lực lại. Khép lực tôi đã rồi, bắt đầu buông ra, hít thở, buông cả. Kéo hết mức xương ra sẵn, cứ lùi hai cái vai banh được. Đó là sau cái lần luyện cái vai, để tay xuống. Bây giờ cái cổ quay cổ này, luyện cái thắt lưng để đè tay xuống rồi. Đè cái má, nguyên nguyên cái má đè má xuống, xuống đây rồi. Lùi chân chút xuống, thấp chút, thấp xuống thấp chút, cái maximum. Rồi quay vô gì đó. Cứ thì cả đè. Mà tới đầu gối không? Ờ, tới gối cũng được, qua bộ rồi quay vô giữa. Quay giữa này, quét vô giữa luôn. Xong quay vô đó, quay vô giữa đi. Rồi, quay cái cổ quay giữa này, quét vô giữa. Quay vô đây luôn. Đó, quay vô đó, quay vô đó. Rồi hấp con, quay từ đây quay vô giữa luôn, rồi quay qua bên phải luôn. Từ giờ rồi quay ngửa là sao? Đó. Rồi cụt ra phía trước, thẳng xuống. Đó, đó, một dòng. Đó, làm lại nha. Em đứng nhẹ thấy không? Bước ra. Quay lại bên này, khép được. 1, 2, 3. Bốn bỏ cả một hơi thở tới từ từ. Khép được sâu vô dạ bộ. 1, 2, 3. Hết maximum ra cho đây, rồi xong thả tay xuống trắng. Quay cái má. Quay bản thân từ trái vào phải. Xuống. Nếu mà xuống hết. Cái giãn cái chân xuống thấp nữa, tới vô giữa, đưa vô giữa, quay vô giữa luôn, quay vô giữa đó, đứng nhẹ, quay vô giữa, quay vô giữa, cái má được này, hấp ra sau, ngửa người,
đứng thẳng lên, vùng vừa sụp rõ là giống như rồi tương tự xoay nãy xoay bên này giờ xoay bên này cũng lại ép tay vô xong buông ra con cái tay không sao giờ đi nó phải là đi nó phải ép quay từ trái qua phải từ phải qua trái qua ngay ngay ra trước từ từ thôi lúc nào cũng giữa thân thể đây từ vẻ chống mặt cái gì đó nó muốn khó chịu đứng gần chút thở thức thứ năm xong rồi thức thứ sáu cái bà già tập thì thấy không vậy cũng ít nhất cũng bằng bác cũng đỡ cứ từ từ tập thôi đó xong quay cái má trái quét từ bên đó ở quét từ bên trái qua bên phải giống cái má là cái má mình là cái chỗ trà quét cái má qua hất ra sau hất ra sau rồi từ sau bọc ra trước rùng người xuống rồi chỗ trước rùng xuống đó vậy là xong người sắp nó quay chiều ngược lại không thích cái này em tập chưa lăng mới tập này mà bạn đang luyện nó từng tháng từng tuần nó thành công khô anh luyện chậm chậm lắm dân ta đứng thải đây ta ta với avatar rồi dân trường tay là avatar chân trường tay rồi là dân avatar không à mỗi lúc mà tập thành tài là cũng cứ từ từ thành tài cũng học nhanh lắm rồi nhận cái amateur thôi amateur thôi mà lối luyện những hồi xong rồi nó là tà đó nó mang từ cái gì cũng tích hợp hết mà anh tà tà người ta đúng thầy nói là sai thầy chờ lên quét qua cái má trái quét cái má dòng cái má là cái chỗ trà quét cái chỗ trà qua hất rác ra còn cái má nó hất cái rác vào phía sau rồi quay cái chỗ vô giữa úp cái đầu xuống đi trước đùng xuống đó nó từ từ nếu mà nó choáng thì ngừng lại đừng để nó choáng cái đầu rồi để nó quay vậy là sao rồi nó quét cái má thì quét đó mình quay vô giữa đùng xuống đó giống giống như cái cổ này biết không biết được chào thế này mới cổ đó nó thắt lên nhảy xong rồi hốt xuống đó cổ sống này mình nếu mình cảm thấy nó hơi chóng chán mình đừng làm gì thở đều biết chút nhất đừng làm nhanh đỡ nó té già lớn tuổi nhưng cẩn thận chút sẽ đo hồ và hút mình khi nó quen là nó uống éo đẹp lắm cái như thế nhớ không nó như quét mấy cái má là cái chỗ trà mới đầu động tác tinh nó là nó trúng nhẹ bắt đầu nữa chế nó quấn quẹo sao như con rồng vậy sao vô Trung Quốc là nó biểu diễn hay lắm. Quay cái chừng quay theo qua giữa hai chân song song nó phải qua kia nó phải qua sau giữa là sau gục ra phía trước nó qua tới đây gục ra phía trước gây giữa nó rùng xuống rồi sau già tập được già được thứ dữ rồi đó bất động cẩm năm